các nhà nghiên cứu đã dấn màn bí ẩn về những quả cầu lửa bằng thép khổng lồ bất ngờ rơi xuống từ bầu trời Peru và Brazil tuần trước. Những vật thể lạ lao từ bầu trời xuống và hạ cánh ở miền đông Brazil và phía bắc Peru tuần trước khiến người dân trong khu vực hoảng loạn. Vào thời điểm đó, một số giả thiết nổi lên cho rằng, những quả cầu lửa bằng thép là một phần của thiên thạch rơi xuống trái đất hoặc là một cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh. Theo nhà thiên văn học Walter Guevara, những quả cầu lửa bằng thép trên thực sự là một phần của một vệ tinh bị dở ra sau khi lao vào bầu khí quyển trái đất. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện các chữ cái Kirin được sử dụng ở Đông Âu trên các quả cầu bằng thép gần thành phố Luno ở Peru. Theo văn bản này, những quả cầu bằng thép được cho là có nguồn gốc từ thùng nhiên liệu hoặc bình áp suất. Các chữ khắc bằng tiếng Estrainer cũng được phát hiện trên những quả cầu này, song hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa dám chắc những vật thể này đến từ đâu. Phương, dân Việt.